Kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với kênh Tin Mới. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện nóng và đáng chú ý nào? Tình hình chính trị xã hội trong nước và quốc tế có gì đặc biệt? Hãy cùng đón xem với chúng tôi ngay sau đây. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay, tại các tỉnh thành khu vực Bắc Bộ, trời phổ biến ít mưa. Ban ngày trời nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất từ 45 đến 65%. Tuy nhiên, từ đêm nay cho đến ngày mai và ngày kia, một bộ phận áp cao sẽ được tăng cường xuống phía Bắc, nén dãy áp thấp kết hợp với vùng hội tụ gió trên mực 1.500m. Các tỉnh thành Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác, riêng khu vực Tây Bắc vẫn còn có nắng nóng trong ít ngày tiếp theo. Trong những cơn mưa dông đầu mùa, thường tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lốc sét và gió giật mạnh rất nguy hiểm. Đối với các tỉnh thành miền Trung, vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn tác động khiến cho các tỉnh thành Thanh Hóa đến Phú Yên sẽ tiếp tục có nắng nóng gay gắt. Có nơi đặc biệt gay gắt trong ngày hôm nay, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40 đến 60%. Từ khoảng chiều tối ngày mai, khu vực này cũng sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Do có mưa nên từ ngày kia trở đi, nắng nóng tại các khu vực này sẽ bắt đầu giảm dần. Với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, nên trong những ngày tới sẽ mang kiểu thời tiết đặc trưng của mùa mưa, trời vẫn sẽ có nắng vào ban ngày, về chiều tối thì xuất hiện mưa dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ có xu hướng giảm nhẹ. Tại khu vực Tây Nguyên, nhiệt độ cao nhất về trưa, chiều phổ biến từ 30 đến 33 độ và từ 31 đến 34 độ tại các tỉnh thành khu vực Nam Bộ. Tiếp theo của bản tin sẽ là dự báo thời tiết chi tiết các khu vực tỉnh thành trên cả nước trong hôm nay và 7 ngày sắp tới. Khu vực Bắc Bộ trong ngày hôm nay, ban ngày trời nắng nóng trên diện rộng, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 đến 39 độ. Cục bộ có nơi nắng nóng gay gắt trên 40 độ. Độ ẩm ở mức thấp phổ biến từ 40 đến 55%. Về chiều tối, mưa nhỏ có thể xuất hiện rải rác ở một vài nơi tại các khu vực vùng núi phía Bắc, nhất là khu vực của Cao Bằng, Bắc Cạn, Hà Giang. Đến tối và đêm nay, do ảnh hưởng của dãy áp thấp bị nén kết hợp với các vùng hội tụ gió trên mực 1.500m nên mưa rào và mưa dông với lượng mưa vừa, mưa to sẽ xuất hiện rải rác tại khắp các vùng núi phía Bắc như là Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Yên Bái, Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn và Thái Nguyên, Hà Nội, Hòa Bình, Hà Nam, Hưng Yên và cả các khu vực đồng bằng ven biển như là Ninh Bình, Nam Định, Hải Phòng, Quảng Ninh. Cục bộ sẽ có những điểm mưa vừa, mưa to đến mưa rất to. Trong mưa dông cần đề phòng với mưa đá, lốc sét và gió giật mạnh. Ngày mai thứ ba, ban ngày các khu vực vùng núi phía Bắc, Trung Du, đồng bằng và ven biển vẫn sẽ tiếp tục có mưa nhỏ và mưa rào rải rác. Cục bộ một số khu vực như là Cao Bằng, Hà Giang, Bắc Cạn, Tuyên Quang có thể xuất hiện mưa vừa và mưa to. Mưa sẽ chủ yếu xuất hiện vào buổi sáng và sẽ giảm dần về trưa. Khu vực phía Tây Bắc như là Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, trời sẽ tạnh ráo và không mưa. Chiều về chiều tối mưa nhỏ cũng có thể xuất hiện rải rác tại một số khu vực của Sơn La. Nhiệt độ tại các khu vực phía Đông Bắc Bộ sẽ giảm nhẹ. Đến tối mai, toàn khu vực của Bắc Bộ phổ biến trời có nhiều mây, tạnh ráo, ít mưa. Đến đêm ngày mai và rạng sáng ngày kia, mưa rào và mưa dông với lượng mưa vừa, mưa to sẽ xuất hiện rải rác tại các tỉnh thành phía Đông Bắc Bộ, nhất là các khu vực của Hà Giang, Cao Bằng, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nam, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Thái Nguyên, Yên Bái và Hòa Bình. Dự báo từ ngày thứ tư trở đi, mưa sẽ giảm nhẹ và mở rộng ra các khu vực phía Tây Bắc Bộ như là Lai Châu, Điện Biên, Sơn La. Những cơn mưa nhỏ và mưa rào với lượng mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to vẫn sẽ xuất hiện rải rác cho tới ngày thứ sáu. Sang ngày thứ bảy thì mưa sẽ giảm nhanh. Tuy nhiên, những cơn mưa nhỏ vẫn có thể xuất hiện rải rác cho tới khoảng thứ hai tuần sau. Từ ngày thứ ba trở đi, mưa tại các tỉnh thành khu vực Bắc Bộ mới giảm hẳn và nắng nóng sẽ tiếp tục có xu hướng quay trở lại. Về nền nhiệt độ, từ ngày thứ tư, toàn khu vực của Bắc Bộ sẽ giảm từ 4 đến 7 độ, nắng nóng sẽ tạm thời chấm dứt. Khu vực Trung Bộ từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế,
Trong ngày hôm nay, ban ngày trời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 đến 40 độ, cục bộ có nơi nắng nóng gay gắt trên 40 độ. Về chiều tối, mưa nhỏ và mưa rào nhẹ có thể xuất hiện rải rác ở một vài nơi tại Thừa Thiên Huế và khu vực vùng núi phía Tây của Nghệ An. Trong mưa dông cần đề phòng với mưa đá, lốc sét và gió giật mạnh. Đến tối và đêm nay, mưa nhỏ và mưa rào có thể xuất hiện rải rác tại Thanh Hóa. Cục bộ một số khu vực có thể xuất hiện mưa vừa và mưa to. Trong mưa dông cần đề phòng với mưa đá, lốc sét và gió giật mạnh. Mưa sẽ xuất hiện nhiều về đêm và rạng sáng. Ngày mai, ban ngày trời có nắng, mưa nhỏ và mưa rào rải rác có thể xuất hiện tại khu vực của Thanh Hóa và sáng sớm. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ. Cục bộ có nơi nắng nóng trên 39 độ. Về chiều tối, mưa nhỏ và mưa rào rải rác có thể xuất hiện ở một số khu vực như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Cục bộ một số khu vực ở Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa có mưa rào và rải rác có nơi có dông. Trong mưa dông, cần đề phòng với mưa đá, lốc, sét và gió giật mạnh. Đến tối và đêm mai, mưa rào với lượng mưa vừa và mưa to sẽ xuất hiện tại hầu khắp các tỉnh thành như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị. Cục bộ có nơi có thể xuất hiện mưa rất to. Trong mưa dông, nguy cơ cao sẽ đi kèm với mưa đá, lốc, sét và gió giật mạnh. Đồng thời cũng cần phải đề phòng với ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Dự báo từ ngày thứ tư trở đi, những cơn mưa rào với lượng mưa vừa có nơi có thể xuất hiện mưa to vẫn sẽ tiếp tục xuất hiện tại các khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế cho tới ngày thứ Bảy, sang ngày Chủ nhật, mưa sẽ giảm nhanh. Khu vực từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận, trong ngày hôm nay, ban ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ, cục bộ có nơi trên 39 độ. Còn với các khu vực của Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận, nhiệt độ sẽ ở mức thấp hơn, phổ biến từ 32 đến 35 độ. Về chiều tối, mưa rào và mưa dông sẽ xuất hiện rải rác tại các khu vực của Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận. Khu vực của Ninh Thuận, Bình Thuận có thể xuất hiện mưa vừa và mưa to. Trong cơn dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa nhỏ và mưa rào nhẹ cũng có thể xuất hiện rải rác ở một vài nơi tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên. Đến tối và đêm nay, mưa rào và mưa dông sẽ xuất hiện rải rác tại Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận. Cục bộ một số khu vực vẫn có thể xuất hiện mưa vừa và mưa to. Ngày mai, ban ngày trời có nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ. Còn với các khu vực của Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận, phổ biến từ 32 đến 35 độ. Đến tối và đêm mai, mưa rào và mưa dông vẫn xuất hiện rải rác tại các khu vực của Ninh Thuận, Bình Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên. Tại khu vực Ninh Thuận, Bình Thuận vẫn có thể xuất hiện mưa vừa và mưa to. Mưa nhỏ cũng có thể xuất hiện rải rác ở một vài nơi tại Bình Định. Tuy nhiên, lượng mưa ít và thời gian mưa ngắn, còn các khu vực còn lại trời tạnh ráo và không mưa. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 25 đến 28 độ. Dự báo từ ngày thứ tư trở đi, những cơn mưa rào và mưa dông với lượng mưa vừa, mưa to sẽ thường xuyên xuất hiện rải rác vào buổi chiều và buổi tối tại các khu vực từ Đà Nẵng cho đến Bình Thuận và có thể sẽ kéo dài cho tới ngày Chủ nhật. Từ ngày thứ hai tuần sau trở đi, mưa tại các khu vực này mới bắt đầu giảm nhanh. Khu vực Tây Nguyên trong ngày hôm nay ban ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 30 đến 34 độ. Về chiều tối, mưa rào và mưa dông với lượng mưa vừa, mưa to sẽ xuất hiện nhiều tại các khu vực của Đắk Nông, Lâm Đồng. Cục bộ một số khu vực ở phía nam của Đắk Nông, Lâm Đồng có thể xuất hiện mưa rất to. Trong mưa dông, nguy cơ cao sẽ đi kèm với mưa đá, lốc sét và gió giật mạnh. Mưa nhỏ cũng có thể xuất hiện rải rác ở một vài nơi tại Kon Tum, Gia Lai và Đắk Lắk. Đến tối và đêm nay, mưa rào với lượng mưa vừa và mưa to sẽ xuất hiện nhiều tại các khu vực của Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk. Cục bộ một số khu vực của Kon Tum, Gia Lai có thể xuất hiện mưa vừa, mưa to đến mưa rất to. Trong mưa dông cần đề phòng với mưa đá, lốc sét và gió giật mạnh. Mưa nhỏ và mưa rào nhẹ cũng có thể xuất hiện rải rác ở một vài nơi tại Đắk Nông và Lâm Đồng. Cục bộ một số khu vực vẫn có thể xuất hiện mưa vừa và mưa rải rác có nơi có dông. Dự báo do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam đang hoạt động với cường độ mạnh nên từ ngày mai trở đi, những cơn mưa rào và mưa dông cũng sẽ thường xuyên xuất hiện rải rác khắp các tỉnh thành như Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng và sẽ duy trì cho tới ngày Chủ nhật. Thời gian mưa chủ yếu diễn ra vào các buổi chiều và buổi tối. Từ ngày thứ hai tuần sau trở đi, mưa sẽ giảm nhanh. Tuy nhiên, những cơn mưa nhỏ vẫn có thể xuất hiện rải rác trong những ngày sau đó. Trong mưa dông, người dân vẫn cần đề phòng với mưa đá, lốc, sét và gió giật mạnh. Đồng thời cũng cần phải đề phòng với các ngập úng tại các khu vực đô thị và các khu vực trũng thấp. Về nền nhiệt độ,
toàn khu vực Tây Nguyên sẽ vẫn ở mức cao nhất trong ngày, phổ biến từ 30 đến 34 độ và sẽ duy trì trong những ngày sắp tới. Khu vực Nam Bộ, ngày hôm nay ban ngày trời có nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31 đến 35 độ. Buổi sáng và trưa mưa nhỏ và mưa rào rải rác có thể xuất hiện tại một số khu vực của Kiên Giang và ven biển phía Tây của Cà Mau. Cục bộ một số nơi vẫn có thể xuất hiện mưa vừa và mưa to. Đến buổi chiều và chiều tối, mưa dông sẽ bắt đầu phát triển nhanh và sẽ gây mưa rào rải rác cho khắp các tỉnh thành của khu vực miền Tây cũng như khu vực miền Đông Nam Bộ. Trong đó, mưa vừa và mưa to sẽ tập trung nhiều tại các khu vực của miền Đông Nam Bộ như là tại Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu. Đến tối và đêm nay, mưa nhỏ và mưa rào rải rác có thể xuất hiện tại một số khu vực của Long An, Đồng Tháp, Tiền Giang, Bến Tre, thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu. Tại một số khu vực ở Tây Ninh, Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu có thể xuất hiện mưa vừa và mưa to. Ngày mai thứ ba, buổi sáng và trưa trời có nắng, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 31 đến 35 độ. Đến buổi chiều và chiều tối, mây dông sẽ phát triển nhanh và gây mưa rào, với lượng mưa vừa, mưa to ở hầu khắp các khu vực của miền Đông cũng như miền Tây Nam Bộ. Trong mưa dông, nguy cơ cao sẽ đi kèm với mưa đá, lốc, sét và gió giật mạnh, đồng thời cũng sẽ có nguy cơ xảy ra ngập úng tại các khu vực đô thị và các khu vực trũng thấp. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.